luôn. Chết chưa? Trả thù cho tao. Thôi. Gì căm hận thế? Dồn thường thì không xông lên đánh. Cứ thấy dồn to là không được ông bâu vào. Thấy to hấp hấp dẫn nhỉ? So với cái vóc dáng bé tí hon của nó. Chạy lên cái cú. Bất lực. Bất lực. Bất lực game. Đây này, chỗ mua vũ khí ở đây này, Lực ơi. Nó chạy đâu rồi? Khá chịu chậm. Mấy đứa đang tường vào tôi là áp lực. Bởi vì mà bởi vì mỗi lần lên kiểm tra đội cũ á, tôi sợ. Mấy đứa gọi tôi là áp lực. Bất lực. Con ở trong game là gọi là bất lực. Listen, I need to talk to Marcus. Is he here? He's not here. Said he had to get to paradise to meet the blessed. Said that they're immune. He was all worked up. Couldn't wait to try a ritual or something. It wasn't making much sense. Đi. Đi đâu cũng lên trên này. À, từ đi ra đi siêu nhanh. Đi đường rồi thằng nở kìa, thằng mụn nhọt kìa. Mụn nhọt quá, mụn nhọt không có tuổi. Hiểu, quay lại đi. Đấy, từ từ giết đã. Đâu? Đi ra siêu nhanh. Ừ, nhiệm vụ mày làm nhiệm vụ gì ấy? Mình đang làm nhiệm vụ này mà. Thôi cứ ra đi, tao bảo. Cho cái gì đấy, lại cho cái gì bí mật thế? Có cho thì đâu, đi đường tắt. À quả anh. Từ nhặt tiền đã, từ nhặt tiền đã. Ai giả dạo này giờ ấn B với lực. B ấn B rồi à? Holy shit. Holy shit. Shit shook. Fuck lực. Cứ gọi là bất lực cho nhanh. Fuck lực. Fuck you, lực. Shut the fuck up. You shut the fuck up, bitch. À, phần này biết. Ờ, rồi. Đoạn này zoom tấn công lắm. Anh em cẩn thận nhá. Snacks nùng này, chuẩn bị này. Bơm máu đi đầy đủ ấy. Rồi, bơm rồi. Rồi, chuyến thôi. Bam. Bam. Rồi. Chưa bắn đồ mà. You are the key that can save humankind. You're not thinking straight. Do not do this. You immune are the cure for this pestilence. And if you will not step forward and sacrifice yourself for the good of all, then you shall suffer a trial by fire. We must feast on your flesh to ensure the future. Thai bị điên rồi. Cái bị khùng rồi, bị điên gì? Bị khùng rồi. Không, nó cũng kiểu dạng nhiệt bất lực ấy. Damn it, Hollow. Lan cấp nữa. Nhìn bọn này tinh thần vãi. Yeah.
Ui, hết máu, hết máu, hết máu. Hết máu ấy. Ôi, cái lúc cần tìm máu nó ở đâu. Cố lên anh em. Hết rồi à? Hết rồi. À, còn rồi. 3 đợt nữa. À đâu, 2 đợt nữa. Tí thùng tiếc cũng ra rồi. Thớt à, con thớt à? Kinh mẹ con to và em lúc ta quấn một tháng là mất bao nhiêu máu của bọn dân đó. Ông vừa nói đi sao rồi? Phải là ông đánh zombie là mất bao nhiêu máu kìa. Cái gì? Không, khó nói, khó hỏi. Ném lưu đạn Lucy. Lưu đạn Lucy ơi. Tôi là bom cháy rồi. Ném đi. Từ, đang hết máu. Sắp chết rồi. Ôi chết rồi. Ôi mặt em. Con thơ không? Có con thơ không? Ôi chết luôn. Ôi là người mất 4.500. Đây. Nộ đây. Giết được một con rồi. Ôi thằng mập này ghê quá, tao chạy. Hết rồi. Dạ. Cái nhiệm vụ này khá là xâm nhanh. Ai vô đó? Ủa ai vô nữa kìa? Mà thế? Không biết rồi. Chứ là cùng là dụ nhìn nó vào. Ờ. Ừ.
Thế thôi đúng không? Nốt chỗ này. Ấy lại chết rồi. Lửa vãi. Dính lửa. Ừ. Tưới mất bao tiền rồi. Ui, mất nhiều tiền phết. Biết thế cầm tiền mua đồ xịn hơn. Ừ, để còn hơn để chết. Chết rồi. Cuối nó sắp chết. Mất hẳn 5.000. Cách mẹ đâu. Hết rồi. Ủa tí mắc cửa rồi đó. Ai có một vũ khí vậy? Không biết được. Rồi đừng nói con zombie nó cầm mắc cửa nó vô đây. À không phải. Có con cứu mình. Chưa có điểm mà. Chưa nổ tung. So what do we do now? We continue with the plan, of course. Show me the map. Christ, is this it? What a mess. Apparently these are the entrances. Chắc chuyển nhà mới. Even so, they're both in the flooded area, right? Yes. Chắc là cái thằng già chết mẹ rồi nữa. Chết chết. Here's Kessler's place. He might know something about the tunnels. I mean, he did work with Villa, right? What if he's just as crazy? Kessler's not Villa, he's a real scientist. And if he's still alive, I'm sure he'll help us. I was originally sent here to consult with him. He's been studying the disease for years. He published a paper on it. And if anyone here knows about the tunnels, it's Kessler. And why exactly didn't you tell us all that before? Because Villa said he had a map, and I wasn't even sure Kessler was still alive. Look, if you're all too afraid to go, I'll go on my own. Toàn bất lực với hai phụ nữ. Bất lực. Bất lực là vì tự nhiên đi không có hai người da đen. Không đi với cô nào đẹp chút. Là có sức đi nhanh liền. Từ trước người chưa cái con da đen nó nói gì nữa. Me, I'm going with. All right then. Kessler it is. Trong cảnh này không thấy con da đen đâu cả. I guess I'll just have to bring the party with. Không biết là đi đâu mất rồi. Ok, vậy là mình đoán mình sẽ gặp lại các bạn ở các phát sau nhá. Ok, xin chào.